Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 1 trang 46 sách giáo khoa đại số và giải tích 11, đề bài số 1 của chúng ta như sau. Tìm các chữ số 1 2 từ các chữ số 1 2 3 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên IA gồm một chữ số. Đầu tiên đối với IA gồm một chữ số thì ta thấy luôn ta có thể đếm đúng không? Là có 4 số có một chữ số, tức là số 1, số 2, số 3, số 4. Có 4 số có một chữ số thỏa mãn yêu cầu đề bài này. IB gồm 2 chữ số. Phương pháp của ta đó là gọi số tự nhiên cần lập là AB. Bước 1 ta sẽ tìm số cách chọn A, bước 2 tìm số cách chọn B và ta sử dụng quy tắc nhân. Lấy số cách chọn A nhân số cách chọn B thì ta sẽ được số các số tự nhiên có 2 chữ số cần lập. Được chưa? Rồi, ý B, gọi số tự nhiên cần lập là AB. Với AB thuộc vào tập 1, 2, 3, 4. Gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. Rồi. Bước thứ nhất. Chọn phần tử A. Có bao nhiêu cách chọn nhỉ? Ở đây, chọn A ta có thể chọn là 1 này. Chọn là 2, 3 hay 4 đều được đúng không? Như vậy ta có 4 cách chọn. Bước 2, chọn B. Tương tự. Ta cũng có 4 cách. Tức là các phần tử 1, 2, 3, 4 đều có thể làm B được, đúng không? Như vậy ta có áp dụng quy tắc nhân 4 x 4 là 16 cách. Chọn tương ứng với 16 số tự nhiên cần lập. Được chưa nhỉ? Tiếp tục ý C. Hai chữ số khác nhau. Một số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau. Cách làm tương tự, gọi số tự nhiên cần lập là AB. AB của ta thuộc vào tập 1, 2, 3, 4. Gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. A của ta phải khác B, hai số tự nhiên khác nhau theo đúng yêu cầu đề bài. Đầu tiên, ta chọn A. Khi mà ta chọn A thì ta sẽ có 4 cách đúng không? Đó là 1, 2, 3, 4. Chọn B. Chọn B bây giờ, ở đây đang có 4 chữ số. Một chữ số được lấy ra cho A rồi. Như vậy ta chỉ còn lại 3 chữ số mà B được chọn thôi, đúng không? Như vậy, ta có 3 cách. Được chưa? Với mỗi cách của A, thì ta lại có 3 cách chọn B. Ý là như vậy. Ở đây có 4 cách. Nên, chọn A nên sẽ có 4 nhân 3 là 12 cách. Tương ứng với 12 số cần lập.